bạc mà mình học. Vì nó còn những cái bạc ra đó. Vì những cái hẹp từ sân thì còn xem. Nó có rõ. Vì mốt từ hôm qua gặp bạn biết đỡ. Ôi vì học ở Việt Nam em mới là mấy bạn càng tìm ở Hoa Lâm. Mình lẽ ra bỏ bà nhìn mấy người mới sang sợ phát chết. Cửa vắng lắm. Còn người nước ngoài không xem hàng chết luôn.